đối với các anh em lái xe thì cái việc vệ sinh chân nỉ thật sự là bài toán rất là khó khăn và nan giải. Đó bởi vì chắc giống nhiều anh em giống mình là muốn xe để tự nhiên, không muốn bọc ni lông, cảm giác nó rất là bí bách. Đó, thế câu hỏi là phải làm sao nếu như chân nỉ bị bẩn, mà đặc biệt vết dính những vết bẩn rất là khó chịu, khó tẩy rửa như cái vết cà phê như vừa nãy. Đây ví dụ ở đây có thể thấy là có một vết cà phê để thử nghiệm tự bôi lên xe. Đó, và mình thấy là cái sản phẩm nghĩa tìm ra được một cái sản phẩm ít quát rất là hữu hiệu để xử lý triệt để cái bài toán này. Cách dùng thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng chai 9 quát và chúng ta xịt thẳng lên khu vực vết bẩn. Đó là đợi khoảng độ 10-15 giây để cho cái dung dịch nó ngấm vào cái vết bẩn, và sau đó dùng khăn ra để lau. Đó, mọi người thấy là cái hiệu quả như là tức thì luôn, không hề có bọt, không hề sợ làm ảnh hưởng đến cái chất nỉ của xe và có thể đánh bay cái vết bẩn. Đôi khi với nhiều cái vết bẩn mà quá lâu ngày thì có thể chúng ta sẽ phải xịt thêm, phải là lau thêm một chút. Trường này gần như là xe trở lại nguyên trạng rất là mới, và việc sản phẩm này không hề tạo một chút mùi nào. Đây là gần như là cảm giác như là đây là như là mờ cái nước tinh khiết nhưng lại có đặc tính tẩy rửa, và nó rất là an toàn với da tay người sử dụng, đặc biệt là những nhà có trẻ con, trẻ nhỏ hoặc là phụ nữ vợ ấy, bầu, nó dùng cái sản phẩm này cảm thấy rất là an toàn luôn. Vì vậy là mình nghĩ là đây là một cái sản phẩm mà nên có để cho tất cả anh lái xe X-Watt ta nên mua để đem lại một cái cuộc sống tốt hơn dành cho CEO và cả gia đình của bạn.